Phương Nhất Bác nên duyên với Của Lực Na Trác thay vì Hứa Ngụy Châu trong Phong Khởi Ngây Thường. Lên sóng vào đầu năm 2021, Phong Khởi Ngây Thường, tên khác là Đại Đường Minh Nguyệt, do Của Lực Na Trác và Hứa Ngụy Châu đóng chính, không gây được tiếng vang, trở thành bom xịt của màn ảnh Hoa ngữ, dù được đầu tư bối cảnh trang phục vô cùng kỹ lưỡng. Tưởng như với thành tích khá tệ này thì Phong Khởi Ngây Thường sẽ chỉ dừng ở phần 1, song mới đây, netizen được fan xôn xao khi có thông tin về phần 2. Cụ thể, theo blogger này, thì dự án phim Phong Khởi Ngây Thường 2 đang được chuẩn bị. Ekip sản xuất đang tính toán việc mời lại dàn diễn viên của phần 1. Nguồn tin tiết lộ rằng, nhiều khả năng Của Lực Na Trác sẽ trở lại, nhưng cô nàng sẽ không sánh đôi cùng Hứa Ngụy Châu nữa, mà thay vào đó là Phương Nhất Bác. Trên thực tế, không ít người xem phần 1 đều chê bai rằng Của Lực Na Trác và Hứa Ngụy Châu không hề đẹp đôi. Cả hai chẳng có chút phản ứng hóa học nào trong các phân cảnh tình cảm. Tuy nhiên, theo nhiều netizen, với diễn xuất của Của Lực Na Trác thì dù có đóng với Phương Nhất Bác cũng khó có thể tạo nên chemistry bùng nổ. Một số cư dân mạng bình luận rằng, mong là Phương Nhất Bác không nhận, phim này nội dung cũng bình thường, Của Lực Na Trác diễn với ai cũng không hợp. Rảnh đâu mà nhận, Phương Nhất Bác còn đang bận việc khác nhé. Phần 1 đã dở rồi còn cố làm phần 2 chi không biết. Của Lực Na Trác đẹp nhưng diễn dở lắm luôn, đóng với ai cũng không thấy hợp. Ủa, bộ này vẫn quay phần 2 à? Những bộ như Sở Kiều Truyện, Hương Mật xứng đáng có phần 2 thì không thấy. Hiện tại, netizen vẫn không ngừng tranh cãi về việc Phong Khởi Ngây Thường quay thêm phần 2. Tất nhiên, đây chỉ là tin đồn, còn có thật hay không thì netizen phải chờ thêm thông tin mới biết được. Phía Phương Nhất Bác hiện tại bận rộn với nhiều dự án phim lẫn show truyền hình, vì vậy chắc chắn đây chỉ mới là quá trình thương lượng và Mỹ Nam Đại Lưu Lượng vẫn có thể từ chối nếu không thấy hợp. Sau khi làm mưa làm gió châu Á với vai diễn Bạch Lạc Nhân trong web drama Đam Mỹ Thượng Ẩn, tên tuổi của Hứa Ngụy Châu bỗng chốc vụt sáng và trở thành một ngôi sao tiềm năng trong làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, anh chàng lại dành thời gian tập trung cho sự nghiệp âm nhạc hơn diễn xuất. Dẫu vậy, Mỹ Nam 26 tuổi đã thành công nhất định với các bộ phim như Phố Ma Dương Thân Yêu, Cô Gái Bạn Tôi Không Thể Yêu và Bóng Bàn. Trở lại màn ảnh với Đại Đường Minh Nguyệt, đây là dự án cổ trang đầu tiên của nam diễn viên nhận lời tham gia. Trong khi nữ thần Của Lực Na Trác được đông đảo khán giả châu Á biết đến là một trong bốn mỹ nhân tân cương hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ, ngôi sao 28 tuổi để lại ấn tượng lớn trong lòng khán giả với nhan sắc dịu dàng, ánh mắt sâu thẳm có phần kỳ lạ, giao thoa giữa nét đẹp phương Tây và Á Đông. Hứa Ngụy Châu từng trở thành tâm điểm tranh cãi trên các trang mạng xã hội Trung Quốc khi một cảnh trong phim Phong Khởi Ngây Thường, Đại Đường Minh Nguyệt của anh và Của Lực Na Trác lan truyền trên mạng. Cảnh phim này bị chỉ trích vì Hứa Ngụy Châu đụng chạm phòng 1 của bạn diễn, bị đánh giá là có hành vi không đúng mực, lợi dụng việc đóng phim để sàm sỡ Của Lực Na Trác. Đạo diễn và đoàn làm phim cũng bị chỉ trích khi cố tình xây dựng một cảnh phim như vậy trong kịch bản. Tuy nhiên, sau đó phía công ty của Hứa Ngụy Châu đã có phản hồi. Họ khẳng định cảnh quay này có trong kịch bản và Hứa Ngụy Châu làm theo yêu cầu của phim, hoàn toàn không có chuyện anh lợi dụng việc quay phim để đụng chạm vị trí nhạy cảm của Của Lực Na Trác. Ngoài ra, các diễn viên cũng được mặc đồ bảo hộ và căng góc máy. Đại diện của Hứa Ngụy Châu cũng cho biết họ đã đưa luật sư vào cuộc để yêu cầu những blogger tung tin này trên mạng phải hạ bài.